con đường nào lại ngay xe xe cứu thương chứ. Mẹ ơi, tuy tụi con không sinh cùng tháng cùng ngày, nhưng tụi con vẫn nắm chặt tay nhau ở bên một thế giới nào đó mẹ ạ. Tụi con cảm ơn ba mẹ đã sinh chúng con ra và đã cho tụi con có cái hạnh phúc và nằm trong lòng bàn tay yêu thương của cha mẹ. Kiếp này tới đây, tụi con cũng đã hết duyên. Nếu còn có kiếp sau, chắc chắn rằng ba mẹ vẫn là ba mẹ của tụi con. Mọi người sẽ cầu nguyện cho tụi con được về với Chúa và được Chúa che chở cho tụi con nhé. Không thể cầm nước mắt khi thấy gia đình và người thân cùng đưa tiễn các con về với Chúa. Bên cạnh đó, một số lượng người không hề nhỏ đó chính là cộng đồng mạng, không ai cầm lòng và nỗi xót xa ngậm ngùi các con ạ. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta chưa chắc gì được gọi là hoàn thiện 100%, có lúc cũng quên cái này và quên thứ kia. Dù sao, đây cũng là một video trước là đồng cảm chia buồn cùng với gia đình và sau đó chúng ta có thể rút ra một kinh nghiệm hay bài học trong cuộc sống. Các con ơi, mẹ vừa mới ra ngoài mua sữa cho các con mà, sao mẹ quay về các con lại như vậy rồi? Câu chuyện đau xót của ba đứa con, của chị Đỗ Thị Tú, 29 tuổi, quê ở Nghệ An. Vừa dịp nghỉ hè lần này, chị đã dẫn ba con về ngoại chơi, quê ở Đà Lạt. Sáng ngày 24 tháng 6 vừa qua, bà ngoại đi làm thuê cho người khác, thì chị Tú ở nhà nấu đồ ăn cho ba đứa nhỏ. Trong lúc đó, thì chị Tú đi ra ngoài mua sữa và đã khóa cửa lại. Phía ở dưới bếp, chị đã quên tắt lửa và khóa ga. Khoảng 9 giờ cùng ngày, thì người dân thấy ngọn lửa bốc lên từ ngôi nhà của bà ngoại. Vì ngọn lửa quá lớn nên người dân không thể nào vào được bên trong nên đành bất lực. Lực lượng chức năng cũng có mặt kịp thời, sau 30 phút thì ngọn lửa cũng đã dập tắt. Hình ảnh ba đứa con được lực lượng chức năng đưa ra ngoài khiến ai cũng không khỏi nỗi xót xa. Đúng lúc này, chị Tú cũng đã quay trở về, trên tay vẫn còn cầm những bịch sữa và tã của các con, thốt lên vài tiếng, "Các con ơi!" Chị Tú đã không đứng vững được nữa rồi, chị cũng đã được người dân đưa đi bệnh viện. Chồng chị Tú thì đi làm ở Bình Thuận, khi hay tin, anh vội về quê gấp để gặp các con. Giọt nước mắt người cha đã rơi xuống và đứng lặng yên như thầm trách cho bản thân mình. Giá như mẹ cẩn thận hơn thì giờ này các con vẫn còn nô đùa bên ngoại và mẹ rồi.